Xin kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới lại bắt đầu và hãy cùng khởi động một ngày mới với chúng tôi cùng chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh truyền hình VTC14. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương mục tin sáng, tốc độ kết nối Internet của Việt Nam gần chậm nhất châu Á, chỉ đứng trên Ấn Độ. Kết quả do Akamai, hãng khảo sát Internet nổi tiếng công bố. Câu chuyện về họa sĩ Bằng Lâm, người dành cả cuộc đời mình cho tình yêu biển cả. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay, cùng nhìn nhận về hai dòng chảy nông sản giữa Trung Quốc, Việt Nam và mối lo chảy máu nguồn gen nông nghiệp quý hiếm từ trong nước. Nổi bật trong chuyên mục cuộc sống bốn phương, Ukraine tuyên bố quân đội kiểm soát thành phố Slavyansk. Cuộc diễu hành kỳ lạ của những người thích ngủ ở Nga. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm qua, hơn 590.000 thí sinh đã hoàn thành xong kỳ thi Đại học Cao đẳng đợt 1 năm 2014. Theo như đánh giá chung thì đề thi vừa sức, kỳ thi không xảy ra sự cố nào đáng tiếc. Tuy nhiên, sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng vào sáng qua thì đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường do các thí sinh và người nhà đổ dồn về quê. Trong buổi thi cuối cùng đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2014, cả nước có 591.000 thí sinh dự thi, giảm 1.500 thí sinh so với ngày hôm trước. Kết thúc buổi thi sáng qua, nhiều thí sinh thi khối A1 đều nhận định đề tiếng Anh hơi dài nhưng không quá khó. Đa số đều làm được từ 60 đến 70%. Trong khi đó với khối A, phần lớn thí sinh lại cho rằng đề hóa có nhiều câu khó, không dễ kiếm điểm cao, phổ điểm phổ biến sẽ là từ 4 đến 6 điểm. Nội dung các môn thi phần lớn nằm trong chương trình lớp 12, một số câu mang tính ứng dụng sát với thực tiễn. Theo nhận định chung của các chuyên gia, đề thi các môn thi đợt 1 có tính phân loại cao. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Đào tạo, tổng kết đợt 1, kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng 2014 có 73 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 48 trường hợp bị đình chỉ thi, cảnh cáo 3 trường hợp và khiển trách 22 trường hợp. Tuy số lượng thí sinh vi phạm giảm so với các năm, nhưng vẫn còn nhiều em mang điện thoại di động vào phòng thi dẫn đến bị đình chỉ thi. Bên cạnh đó, có 7 thí sinh đi trễ quá thời gian quy định nên không được vào thi. Hai cán bộ coi thi bị khiển trách vì gạch nhầm tên thí sinh dự thi. Sau giờ thi tại Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại nhiều tuyến đường có các địa điểm thi. Tại nhiều tuyến đường cửa ngõ khác, giao thông ùn ứ cục bộ do thí sinh và người nhà dồn về quê. Lượng khách tại các bến xe ngày càng đông khi về gần trưa, các xe hầu hết đều kín chỗ. Các nhà xe đều phải huy động xe chạy liên tục, các tuyến buýt cũng chật cứng khách. Tuy nhiên, các bến xe đều khẳng định đã huy động thêm 70 đến 150 xe nên vẫn đáp ứng đủ nhu cầu về quê của thí sinh và người nhà. Theo đánh giá chung, đề thi đợt 1 vừa sức thí sinh. Tiếp theo chương trình là chuyên mục điểm báo với các tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo số ra cuối tuần. Và trên trang 28 và 29 của tờ Tuổi Trẻ cuối tuần có đưa thông tin về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Bài viết với nhan đề tiếp cận bằng giải pháp thương lượng có nguyên tắc. Cần phải nhìn lại việc Trung Quốc ngang nhiên mang giàn khoan Hải Dương 981 và trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, dùng nhiều tàu lớn, tàu quân sự uy hiếp lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân của chúng ta, để thấy rõ những chiến lược, chiến thuật mà Trung Quốc đến nay đã sử dụng và cách chúng ta có thể vô hiệu hóa các đòn bẩy của họ. Việc Trung Quốc không ngại đâm va các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, có thái độ hiếu chiến, khiêu khích, chính là họ đang sử dụng chiến lược cạnh tranh, coi chúng ta như là đối thủ và quyết tâm giành chiến thắng. Trung Quốc cũng đang sử dụng chiến lược lảng tránh để không giải quyết vấn đề, cụ thể là không trả lời các công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam, lảng tránh giải quyết trong hơn 30 cuộc nói chuyện mà Việt Nam chủ động tiến hành. Về chiến thuật, họ đã trì hoãn có tính toán khi cố tình không tham gia thương lượng để thực hiện xong các hoạt động dò dầu khí trước. Trung Quốc cũng sử dụng chiến thuật tung hỏa mù thông tin trên các phương tiện đại chúng, gửi văn bản cho Liên Hợp Quốc xuyên tạc Việt Nam đã 1.400 lần đâm va với tàu của Trung Quốc, giải thích sai công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Bắc Kinh vào năm 1958 và tự đưa ra đường đứt khúc 9 đoạn để giải thích lòng vòng mập mờ. Chiến thuật người bạn cứng rắn cũng đang được họ dùng để đối phó với Việt Nam. Cụ thể là lời nói của họ luôn thề thốt, coi Việt Nam là bạn bè, nhưng hành động thì hiếu chiến, cố tình đâm va và gây thương tích và gây thiệt hại cho các tàu của chúng ta.
Việt Nam cần phải làm nhiều việc để vô hiệu hóa các đòn bẩy của họ, đó là có một giải pháp về một sự liên minh với các nước cùng có tranh chấp với Trung Quốc để dự phòng trong trường hợp Trung Quốc có các hành động về quân sự, cũng như có các chiến lược kinh tế bền vững để không phụ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc. Chúng ta không thương lượng với họ dựa trên niềm tin hay lời nói như tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Việt Nam nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này, chủ quyền, để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó mà phải dựa trên những nguyên tắc khách quan. Và làm rõ nội dung công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Bắc Kinh vào năm 1958, chỉ rõ công phận hải phận 12 hải lý kể từ đất liền của Trung Quốc, trong đó có Đài Loan, hoàn toàn không đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh chia sẻ với phóng viên báo Đại Đoàn Kết rằng chủ động hội nhập thì sẽ không bị lệ thuộc. Việt Nam là một đất nước với 70% dân số làm nông nghiệp nhưng chúng ta lại phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu từ Trung Quốc như cây, con giống, phân bón hay là thức ăn gia súc. Trung Quốc là bậc thầy của việc vận động nên phần lớn đơn hàng béo bở rơi vào tay doanh nghiệp Trung Quốc. Ở đây muốn giảm bớt rủi ro thì phải thương lượng với nhà nhập khẩu sản phẩm của chúng ta. Tất nhiên khi đó ta phải chịu chi phí khảo sát doanh nghiệp họ đã bỏ ra. Nhưng không thể nóng vội một sớm một chiều có thể thay đổi tình thế vì hiện nay chúng ta nhập khẩu từ Trung Quốc khối lượng lớn lên đến 37 tỷ đô la theo số liệu của Việt Nam. Còn nếu như tính theo số liệu của Trung Quốc thì con số này là 42 tỷ đô la. Đối với từng ngành sản xuất cụ thể như là lĩnh vực dệt may, da giày của Việt Nam có nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc, cần nhanh chóng tìm các biện pháp khắc phục. Một trong số đó là phải chủ động tích cực tìm kiếm những giải pháp đa dạng hóa thị trường. Doanh nghiệp Việt Nam phải vươn lên thay đổi mặt hàng từ trình độ chỉ gia công theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp nhập khẩu thì chúng ta phải tự thiết kế, tự tìm kiếm thị trường. Điều đó đòi hỏi một nỗ lực rất lớn, nhưng đây là cơ hội, là động lực để có thể đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, hướng tới những thị trường khó tính hơn, mang lại lợi ích hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Đó là trong nguy thì có cơ, trong họa thì có phúc. Doanh nghiệp nếu có quyết tâm, có năng lực, có thể biến họa thành phúc, biến nguy cơ thành có lợi. Thưa quý vị, mỗi lần có thông tin Trung Quốc đóng biên thì người ta lại nghĩ ngay đến chuyện nông sản sụt giá và ngược lại. Đây là một câu chuyện không mới của xuất khẩu. Và trên trang 7 báo Thế giới Tiếp thị có bài viết trong chuyên đề nông sản nông dân, bài viết với nhan đề chuyện dài nông sản tiểu ngạch. Ngay từ năm 2005, một hội nghị của Bộ Thương mại cũ đã sóng lên tiếng chuông, Việt Nam đã quá phụ thuộc vào hình thức buôn bán tiểu ngạch, nên khi chính sách biên mậu thay đổi thì xuất khẩu gặp khó và các doanh nghiệp cần hạn chế thói quen buôn bán tiểu ngạch, chuyển qua kinh doanh chính ngạch. Sau cả chục năm, chúng ta vẫn nghe lại tiếng chuông cũ và có thể sẽ tiếp tục nghe. Vì sao? Chúng ta nói doanh nghiệp phải chuyển sang chính ngạch nhưng đã không có chính sách gì hoặc chính sách thực thi thì không hiệu quả để hỗ trợ chuyển đổi. Thương nhân Trung Quốc vẫn tự do thoải mái chi phối việc mua hàng hóa Việt Nam. Họ tạo điều kiện cho những cách làm khiến hàng hóa Việt Nam mất uy tín như gắn đinh vào tôm, trộn bùn đất và chè xanh. Trong khi đó thì những người cố gắng làm hàng tốt lại không được hỗ trợ để tìm thị trường, hỗ trợ có một môi trường cạnh tranh công bằng để phát triển. Tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân năm 2014, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho rằng Việt Nam của chúng ta đã có nhiều chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tạo nên thừa cung. Còn bà Võ Mai, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam nhận xét, ở Việt Nam, mỗi nông dân là một cá thể trồng trái cây. Họ không được tổ chức, không được hướng dẫn, đến mùa vụ chỉ biết thu hoạch sản phẩm, bán cho thương lái là xong. Xuất khẩu là vậy, còn ở thị trường nội địa, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng để giảm nhập siêu từ phía Trung Quốc cần phải tăng xuất khẩu, giảm nhập khẩu, trong đó biện pháp quyết liệt là người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Thực chất, các giải pháp thoát chung mà các chuyên gia doanh nghiệp nêu ra gần đây chính là những giải pháp nâng cao nội lực của nền kinh tế và cũng đã được các chuyên gia doanh nghiệp kiến nghị mổ xẻ nhiều lần và từ lâu. Và cũng liên quan đến vấn đề này thì ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamilk đã có những chia sẻ với phóng viên của báo Thế giới Tiếp thị như sau. Một vấn đề hết sức quan trọng là xây dựng và bảo vệ thương hiệu. Để gia nhập các kênh bán hàng hiện đại thì các giấy tờ hồ sơ công bố chất lượng, đăng ký thương hiệu là điều kiện tiên quyết. Đối với thị trường Trung Quốc thì thương hiệu Việt có những giá trị nhất định, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp. Các doanh nghiệp và thương nhân Trung Quốc rất nhạy bén, các sản phẩm và thương hiệu tiềm năng thường rơi vào tầm ngắm để họ chiếm đoạt quyền sở hữu. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chú trọng bảo hộ thương hiệu cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Nhà nước
thì có thể hỗ trợ về chính sách ưu đãi tín dụng, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, có chính sách thuế linh hoạt hơn, đặc biệt là cho doanh nghiệp bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Ngoài ra, nhà nước cần tạo điều kiện hình thành các chuỗi liên kết, trung tâm phân phối với chủ trương nhất quán và các chính sách của nhà nước, không thể phó mặc hay tự phát như thời gian qua. Chính việc hình thành các trung tâm phân phối giúp đẩy lùi dần việc thương nhân nước ngoài và Việt Nam tự tung tự tác, lập đại lý thu mua sản phẩm, làm lũng đoạn thị trường và gây ra sự bất ổn trong sản xuất. Việc xuất khẩu bằng con đường chính ngạch có thể gian nan và khó khăn lúc đầu, nhưng nếu vượt qua được thì sẽ đảm bảo được sự phát triển bền vững hơn cho doanh nghiệp Việt Nam. Trong thời điểm này không còn sớm, nếu không muốn nói là đã quá trễ để chúng ta thay đổi. Quan trọng nhất là qua những sự kiện gần đây, chúng ta đã có một cái nhìn rõ ràng và thống nhất quan điểm về lối ra cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc. Tiếp tục chương mục điểm báo là bài viết được đăng tải trên trang 10 báo Tuổi Trẻ số ra cuối tuần. Bài viết đưa thông tin về việc thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phải thuê nhà từ 8 tới 16 m2 một người. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về diện tích nhà bình quân tối thiểu để đăng ký hộ khẩu thường trú vào chỗ cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ. Diện tích bình quân này tại các quận là 16 m2 cho một người và tại các huyện là 8 m2 một người. Theo Sở Xây dựng thành phố, diện tích bình quân 16 m2 một người dựa vào diện tích nhà ở bình quân trên đầu người của thành phố. Thượng tá Cao Văn Đen cho rằng quy định diện tích bình quân nhà thuê 16 m2 một người tại các quận và 8 m2 một người tại các huyện là phù hợp, không cao vì hiện nay diện tích nhà ở bình quân của thành phố đã là 16,4 m2 một người. Hiện dân số tại các quận tập trung tương đối đông, trong khi tại các huyện ngoại thành thì diện tích đất trống vẫn còn rất nhiều. Tính diện tích bình quân tại các huyện bằng một nửa các quận trung tâm để thu hút người dân nhập hộ khẩu vào các huyện nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm là một giải pháp rất tích cực. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng ủng hộ đề xuất của Sở Xây dựng thành phố. Tuy nhiên, thì đơn vị này lại cho rằng thành phố cần phải tăng cường đầu tư hạ tầng cho các huyện ngoại thành để không làm phức tạp thêm tình trạng quản lý đô thị. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến băn khoăn về đề xuất về diện tích nhà thuê nói trên. Cụ thể là Ủy ban nhân dân quận 12, Ban quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố đề nghị giữ nguyên diện tích tối thiểu cho đăng ký hộ khẩu là 5 m2 một người như là hiện nay. Còn Ủy ban nhân dân quận 4 thì đề xuất hạ diện tích bình quân tối thiểu còn từ 6 tới 8 m2 một người. Theo các đơn vị này cần phải hạ tiêu chuẩn để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Các vấn đề sự kiện kiểm định tích hợp và độc quyền trong giáo dục. Trong thời gian vừa qua thì EMG được WES chấp thuận cho thí điểm triển khai việc dạy tiếng Anh theo chương trình Cambridge dưới sự kiểm định của tổ chức khảo thí CIE. Việc thí điểm là nhằm đánh giá chất lượng trước khi tiến hành việc nhân rộng đại trà. Việc EMG và CIE chấm dứt hợp đồng đối tác trong khi vẫn còn hàng ngàn học sinh đang theo học chương trình này tại hàng chục trường công ở Việt Nam là một việc chưa từng có trong tiền lệ lịch sử của CIE. Khi chào mời chương trình phổ thông quốc tế Cambridge thì Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và EMG đã tuyên bố thực hiện ở dạng thí điểm. Nay khi ngừng chương trình đột ngột thì cả hai nơi đều đã không đưa ra được một đánh giá toàn diện về toàn bộ quá trình thí điểm đã được thực hiện. Việc sở đột ngột cho dừng mà chưa làm đánh giá kết quả và chất lượng trên hàng ngàn học sinh tham gia cũng không hề tham khảo và thông báo đến phụ huynh, không những là một điều rất bất thường mà còn đi ngược lại với những cam kết của ngành giáo dục về việc đảm bảo sự minh bạch, công khai và dân chủ trong hoạt động giáo dục. Việc kiểm định và khảo thí kết quả phổ thông cần phải được thực hiện bởi một tổ chức được ủy quyền của Văn phòng Kiểm soát Kiểm định và Bằng cấp như là Cambridge, chứ không phải cấp theo giáo trình của Anh là được bằng cấp được cấp bằng của Anh. Toàn bộ chương trình tích hợp mới chưa hề đưa ra bất cứ một thông tin nào về tổ chức kiểm định cho nó cả. Tiếp theo là bài viết được đăng tải trên trang 30 và trang 31 của tờ Thể thao Văn hóa cuối tuần. Bài viết của tác giả Văn Bảy với nhan đề Biến đổi gen văn hóa. Khi quan họ bước lên sân khấu có nhạc đệm, có micro, nó trở thành một thứ quan họ phản quan họ, không chỉ trong mắt của các nhà nghiên cứu văn hóa và âm nhạc dân gian. Cũng như vậy khi mà ca Huế xuống đò trên sông Hương hay đờn ca tài tử phục vụ quán nhậu miền Tây, và khi chàng trai trẻ Hoài Lâm hóa thân thành nghệ nhân Hà Thị Cầu trong trò chơi truyền hình Gương mặt thân quen, khiến cho cộng đồng giới trẻ sau đó sôi sục tìm hiểu về Sẩm. Văn hóa đang biến đổi từng ngày với những hệ lụy khó lường. Trong 10 năm qua, khái niệm biến đổi văn hóa đã thực sự ở trên bàn làm việc của lãnh đạo nhiều quốc gia tại phương Tây, nơi mà dấu ấn toàn cầu hóa tiên phong nở rộ và kéo theo vô vàn hệ lụy từ góc độ văn hóa. Thay vì tìm cách chống lại sự biến đổi này, nhiều nước họ đã nghĩ ngay đến việc
tiên liệu những chuyển đổi sẽ thấy trong tương lai để tìm thấy những phương án thích nghi mới nhằm liên tục tái kích hoạt sự vận động của văn hóa bản địa. Các nghiên cứu khu vực hẹp và diện rộng đều chỉ ra rằng hiện tượng biến đổi gen văn hóa đã diễn ra từ lâu, nhưng với thế giới ngày nay thì sẽ mau chóng và tàn bạo hơn. Ngày nay, khái niệm mất bản quyền văn hóa luôn được dẫn ra để cắt nghĩa về sự biến đổi gen văn hóa. Hiện thế giới còn khoảng 6.000 nền văn hóa, với từ 4.000 đến 5.000 nền là văn hóa bản địa. Khoảng 3/4 trong số các ngôn ngữ trên thế giới được nói bởi người dân bản địa. Thế nhưng những thứ tiếng bản địa đang biến mất nhanh chóng, cũng đồng nghĩa rằng các nền văn hóa đó chấp nhận mất bản quyền gốc khi thế hệ con cháu dần tư duy bằng những ngôn ngữ khác. Sự mất bản quyền văn hóa cũng do việc chuyển đổi không gian sống trong hai thập niên vừa qua và đang đến. Việc nhập cư ồ ạt từ nông thôn lên thành thị dẫn đến vô số những thách thức. Sự mất bản quyền văn hóa còn do thế giới ngày càng phẳng, nơi mà tiếng nói chung được hoan nghênh, còn tiếng nói riêng thì lẻ loi và bị thu hẹp. Báo Thể thao và Văn hóa cuối tuần đã có bài viết World Cup tại Việt Nam sốt chỉ vừa vừa. Bài báo cho biết World Cup 2014 đã đi được 2/3 chặng đường, nhưng cho đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định ngày hội bóng đá đang diễn ra ở Brazil đã không thể tạo nên một cơn sốt hầm hập tại Việt Nam như là các kỳ World Cup trước. Điều này thể hiện rất rõ qua việc các phố cà phê bóng đá, các tụ điểm xem bóng đá công cộng ở những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng hay Cần Thơ đều không đông đúc và nhộn nhịp như trước. Lý giải về việc tại sao World Cup năm nay không thực sự hút khách, một chủ quán cà phê cho biết World Cup năm nay các trận đấu đều diễn ra vào khung giờ không thật sự thích hợp, ngoại trừ một số trận đấu diễn ra vào 23 giờ, nhiều trận đấu bắt đầu từ lúc 2 hoặc 3 giờ sáng, không phù hợp với người đã đi làm, mà giả sử những ai có điều kiện hoặc đam mê để xem thì cũng không muốn ra khỏi nhà vào giờ đó. Thêm một lý do nữa mà World Cup 2014 không được chào đón hào hứng như các kỳ giải vô địch thế giới trước đây, đó chính là việc nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn, khiến cho người dân đang phải đối diện với nhiều lo lắng trong cuộc sống thường nhật, nên không phải ai cũng còn có đủ điều kiện và đam mê để dồn hết tâm trí và thời gian cho thú vui giải trí mang tên bóng đá như ngày trước. Chuyển sang các tin tức trong nước đáng chú ý khác trong chương mục tin sáng. Thưa quý vị, Bình Định đang xảy ra tình trạng khô hạn chưa từng có trong nhiều năm nay và tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người dân. Nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua ở Bình Định đã gây ra tình trạng hạn hán gay gắt trên diện rộng. Tổng lượng mưa trung bình ở các huyện ven biển chỉ đạt khoảng 25% so với trung bình nhiều năm. Mưa tiểu mãn chỉ đạt 20%, nhiều vùng hầu như không có mưa. Nhiều khu vực cây trồng chết khô, nước sinh hoạt cho người và gia súc thiếu nghiêm trọng. Hiện có hơn 18.000 hộ dân ở 11 huyện, thành phố trên địa bàn thiếu nước. Gay gắt nhất diễn ra ở các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tây Sơn và thành phố Quy Nhơn. Nắng nóng cũng khiến hơn 75% hồ chứa nước, tức là 116 trên 165 hồ chứa ở Bình Định khô kiệt, trong đó có nhiều hồ đã trơ đáy. Nếu trong 2 tuần tới tiếp tục không có mưa, diện tích đất nông nghiệp bị khô hạn sẽ lên tới hàng chục nghìn hecta và có tới gần 30.000 hộ dân ở các địa phương trong tỉnh sẽ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, tình trạng khô hạn như hiện nay chưa từng có trong lịch sử. Tỉnh Bình Định vừa chi cấp bách ngân sách dự phòng để hỗ trợ người dân trong thời điểm này. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa mưa năm nay đến muộn do tác động của hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ trên biển tiếp tục tăng lên, nắng hạn ngày càng diễn ra gay gắt trên diện rộng. Sau một thời gian mất giá thì giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên đã tăng lên mức trên 40.000 đồng một kg, là mức cao nhất trong vòng 2 tháng gần đây. Tuy nhiên thì người nông dân lại không còn cà phê để bán. Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên đang dao động từ 40.700 đồng đến 41.200 đồng một kg. Giá tăng là vậy, nhưng lượng tồn kho hiện nay chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và một phần nằm trong tay những nhà đầu cơ nhỏ lẻ. Do nguồn tài chính eo hẹp nên nông dân đã bán cà phê gần hết từ khi giá còn thấp. Hiện lượng tồn kho của doanh nghiệp trong nước và nông dân còn không đáng kể. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu cà phê cả nước 6 tháng đầu năm đạt 1,04 triệu tấn, với kim ngạch 2,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,7% về khối lượng và tăng 24,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, giá cà phê xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm đạt 2.025 đô la Mỹ một tấn, giảm 5,85% so với cùng kỳ năm 2013. Tốc độ kết nối Internet của Việt Nam gần chậm nhất châu Á, chỉ đứng trên Ấn Độ. Kết quả không lấy gì làm vui vẻ này vừa được Akamai, là một hãng khảo sát Internet nổi tiếng, công bố mới đây.
Theo khảo sát hàng quý về tình trạng Internet của Akamai, trong số 14 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ 2 từ dưới lên với tốc độ kết nối trung bình 2 Mbps trên giây trong quý vừa qua. Tốc độ này chưa bằng 1/10 của tốc độ lướt web ở Hàn Quốc. So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, nó chỉ bằng 1/4 của Singapore và thấp hơn so với Thái Lan, Indonesia và thậm chí là cả Philippines, Campuchia. Tốc độ Internet của Việt Nam cũng còn thấp hơn nhiều so với tốc độ trung bình 3,9 Mbps trên giây của toàn cầu. Điều đáng nói là trong khi tốc độ Internet thế giới đang không ngừng được cải thiện, thì Việt Nam chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ với tốc độ tăng hàng năm rất chậm. Thậm chí có những quý, tốc độ Internet của Việt Nam còn chậm hơn so với trước đó vài năm. Các doanh nghiệp sẽ bị cấm dùng các từ ngữ dung tục hay khiêu dâm khi đặt tên cho doanh nghiệp. Đây là một nội dung mới trong dự thảo thông tư hướng dẫn quy định tại luật doanh nghiệp về việc đặt tên doanh nghiệp vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố. Theo đó, doanh nghiệp sử dụng tên trùng tên doanh nhân là vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc, trừ các trường hợp sau đây: đặt tên doanh nghiệp theo tên riêng của mình nhưng trùng một phần hoặc toàn bộ tên doanh nhân thì phải đặt đầy đủ họ tên theo đúng khai sinh của chủ doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp ghép từ tên các thành viên sáng lập nhưng trùng tên doanh nhân thì giữa các tên phải có dấu gạch ngang. Dự thảo cũng nêu rõ các trường hợp đặt tên doanh nghiệp vi phạm văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc như sử dụng từ ngữ, ký hiệu thể hiện tiếng lóng, tiếng nói lái, từ ngữ dung tục, sử dụng từ ngữ, ký hiệu thể hiện quan hệ tình dục, sự khiêu dâm. Thưa quý vị, cuộc thi thiết kế nội thất quốc tế đã tới vòng chung kết. Trong số 60 công trình được đề cử ở 9 hạng mục thì có 3 công trình của Việt Nam. Đó là công trình nhà lều thuộc hạng mục khách sạn do các nhà thiết kế của A21 Studio thực hiện, nằm ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có diện tích 126m². Công trình thứ hai là nhà nguyện thuộc hạng mục dân dụng, văn hóa và giao thông, cũng do A21 Studio thực hiện, nằm ở thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 140m². Công trình còn lại là văn phòng nhà xưởng thuộc hạng mục văn phòng do công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa thực hiện. Công trình nằm ở thành phố Hồ Chí Minh với diện tích rộng 486m². Cuộc thi thiết kế nội thất World Interior of the Year đã thu hút hàng ngàn tác phẩm dự thi gửi từ khắp các nơi trên thế giới. Cuộc thi bao gồm những thiết kế nội thất đa dạng từ nhà ở, nhà trường, nhà xưởng cho tới hiệu sách, siêu thị, sân bay. Những tác phẩm xuất sắc nhất ở 9 thể loại thiết kế nội thất đã được công bố với tổng cộng 60 đề cử đến từ 21 quốc gia. Những công trình thiết kế giành giải chung cuộc sẽ được công bố vào tháng 10 tới đây. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kích cầu du lịch mùa thấp điểm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng đang tổ chức chương trình kích cầu và quảng bá loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với hội nghị nhằm kích cầu du lịch mùa thấp điểm. 90 doanh nghiệp tham gia chương trình cung cấp khoảng 20.000 voucher giảm giá từ 5 đến 50% các dịch vụ du lịch trong thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 cho khách đoàn, khách lẻ trong nước và quốc tế. Trong dịp này, Đà Nẵng cũng giới thiệu 10 sản phẩm du lịch mới, quảng bá loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp hội nghị. 6 tháng đầu năm 2014, Đà Nẵng đã đón hơn 1,7 triệu lượt khách, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa là hơn 1,3 triệu lượt, tăng gần 16%, đạt 49% kế hoạch năm 2014, còn khách quốc tế là hơn 450.000 lượt, tăng 15,7%, đạt gần 50% so với kế hoạch. Thưa quý vị, bất chấp những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã khẳng định nền kinh tế nói chung không bị ảnh hưởng nhiều dù xuất khẩu sang Trung Quốc dù giảm nhẹ. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu những mặt hàng nông sản như rau quả, gạo, cao su của Việt Nam sang Trung Quốc đã giảm nhẹ trong tháng 5 và tháng 6, khoảng từ 2 đến 7%. Ngoài ra, sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm có sự ảnh hưởng bởi một số người tuần hành quá khích, gây rối ở một số doanh nghiệp khu vực FDI tại một số tỉnh phía Nam, Hà Tĩnh, khiến tình hình sản xuất và xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp đã bị chậm lại. Tuy nhiên, nhờ tình hình nhanh chóng ổn định trở lại, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp của các tỉnh đều đạt mức tăng trưởng, do đó nhìn chung căng thẳng Biển Đông không tác động rõ rệt đến kinh tế Việt Nam. Điều đáng lo ngại là dù xuất khẩu sang Trung Quốc giảm, nhưng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn lên tới 20 tỷ đô la trong 6 tháng, khiến thị trường này vẫn chiếm tới gần 30% tổng nhập khẩu của Việt Nam. Nguyên nhân là do nhiều mặt hàng sản xuất trong nước chưa đáp ứng được đầy đủ nên vẫn phải nhập từ máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ xây dựng các cơ sở hạ tầng. Thưa quý vị, Khánh Hòa là một trong những địa phương có đường bờ biển dài với số lượng ngư dân tàu thuyền tham gia đánh bắt hải sản khá lớn. Tuy nhiên, cũng giống như các địa phương trong cả nước, tàu thuyền đánh bắt của ngư dân chủ yếu là tàu nhỏ, công suất thấp, chỉ đánh bắt được ở những vùng biển gần bờ. Hơn bao giờ hết,
khi Biển Đông dậy sóng thì những người dân của Khánh Hòa đang mong ước được làm chủ những con tàu hiện đại để vươn khơi bám biển. Tàu vỏ thép được đóng theo công nghệ mới. So với tàu vỏ gỗ, tàu vỏ thép có nhiều tính năng ưu việt hơn. Không bị hệ thống đánh bắt, bảo quản hiện đại. Vận tốc 9 đến 11 hải lý một giờ. Thời gian đi khơi của tàu vỏ thép sẽ ngắn hơn và vì thế cũng sẽ ít tiêu hao nhiên liệu hơn. Ngoài các tính năng vượt trội so với tàu vỏ gỗ, tàu cá vỏ thép còn được trang bị đầy đủ các thiết bị hàng hải. Tàu vỏ thép ấy thì cái việc trang bị là phải tuân thủ tuyệt đối theo yêu cầu quy phạm đóng mới tàu cá vỏ thép và được các cơ quan đăng kiểm phê duyệt trước khi thực hiện. Vì thế là hệ thống cứu sinh, cứu hỏa, an toàn, cứu đắm là phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó thì là phải trang bị hệ thống radar, tầm ngư định vị, rồi máy dò cá để phục vụ trong cái nghề nghiệp của bà con ngư dân. Khánh Hòa hiện có 5.000 phương tiện đánh cá các loại, nhưng hầu hết đều bằng vỏ gỗ và chưa có trang thiết bị hiện đại an toàn. Đây chính là hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác từ trước đến nay. Ông Mai Thành Phúc, ngư dân xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tuy đã có một con tàu vỏ gỗ, công suất đạt tới 500 mã lực, nhưng vẫn mong ước có được một con tàu hiện đại như thế này. Người ngư dân tôi rất sung sướng khi mà thấy một con tàu hiện đại như thế này. Bao lâu nay là ngư dân, nói chung và riêng là ngư dân Khánh Hòa, thì rất mơ ước những con tàu sắt này, nghĩa là để vươn ra khơi xa, trước tiên khai thác đánh bắt và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mong muốn của ngư dân Mai Thành Phúc cũng là mong muốn chung của nhiều ngư dân ở Khánh Hòa. Song với điều kiện kinh tế hiện tại, việc tự trang bị tàu cá vỏ thép là điều không dễ thực hiện được, bởi vốn đầu tư đóng tàu vỏ thép cao gấp đôi tàu vỏ gỗ. Chi phí đóng con tàu vỏ gỗ 500 mã lực khoảng trên 3 tỷ đồng, trong khi cùng công suất, tàu vỏ thép có giá thành đến 7,5 tỷ đồng. Một nguồn hỗ trợ từ nhà nước cho ngư dân lúc này là cần thiết. Theo Hội nghề cá Khánh Hòa, để ngư dân thực hiện được nguyện vọng đóng tàu vỏ sắt để vươn khơi bám biển dài ngày, thì những cơ chế về mặt tín dụng đối với gói 16.000 tỷ đồng của chính phủ cần được sớm triển khai. Hội cá Khánh Hòa thì lúc nào cũng là đồng hành với ngư dân, vừa rồi cũng phát triển cái phong trào một cái quỹ là hỗ trợ ngư dân Khánh Hòa, nhưng quỹ của chúng ta thì còn quá nhỏ. Cái quỹ mà hỗ trợ ngư dân của Quảng Ngãi đã có 50 tỷ, trong đó của Khánh Hòa chưa đến nửa tỷ, cho nên tôi cũng đề nghị tất cả là 4/40 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu của Khánh Hòa, chế biến thủy sản xuất khẩu của Khánh Hòa là hỗ trợ vào cái quỹ là hỗ trợ ngư dân Khánh Hòa để chúng ta hỗ trợ ngư dân có nhiều cái tàu hiện đại hơn. Chiến lược phát triển của ngành thủy sản đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó nhấn mạnh, đội tàu cá hiện đại sẽ vừa tạo cú hích cho việc khai thác hải sản ở những vùng biển xa, là khâu đột phá trong tái cơ cấu ngành thủy sản, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Ở Khánh Hòa, nếu như nhiều ngư dân có được tàu hiện đại, thì sẽ thực hiện được mục tiêu đưa địa phương trở thành điểm mạnh về biển, làm giàu từ biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, họa sĩ Bằng Lâm, người đã có gần 4 thập kỷ chiến đấu bằng cây súng, cây cọ và máy ảnh. Ngoài ra thì chúng ta cũng được biết tới ông như là một chiến sĩ, một nghệ sĩ, người đã lăn lộn trên nhiều chiến trường. À vâng, và từ chiến trường trở về thì ông cũng đã có 15 năm công tác trong bộ đội hải quân. 80% số tranh và ảnh trong bảo tàng Hải quân Việt Nam là do ông chụp và vẽ. Không ngoa khi nói rằng ông đã dành gần như cả cuộc đời của mình để sáng tác về biển đảo. Năm nay đã 70 tuổi, nhưng người họa sĩ, người chiến sĩ này vẫn miệt mài vẽ biển, tình yêu trọn đời của ông. Trước năm 1986, tranh của Bằng Lâm vẽ biển hồn hậu và bình dị như đọc báo trên đảo Trường Sa, đứng gác trên đảo Trường Sa, tuần tra trên đảo, cây phong ba trên đảo Trường Sa. Đặc biệt, tác phẩm cây phong ba trên đảo Trường Sa đượm một xúc cảm hồn nhiên trong sáng. Cây phong ba ấy sống được ở ngoài đảo ấy, còn ngoằn ngoèo khúc khỉu và mới sống được ở ngoài hải đảo.
và mình luôn luôn chợt nghĩ rằng là đúng, mình phải so sánh với người lính, là cái người lính đứng trước phong ba bão tố họ vẫn đứng thẳng hiên ngang. Từ năm 1986 trở đi, Bằng Lâm vẽ biển theo trường phái trừu tượng. Biển trong tranh của ông đầy chiều sâu nội tâm. Trong số 22 tác phẩm được triển lãm hồi cuối tháng 6 vừa qua, bức tranh biển số 11 có lẽ là tác phẩm ông tâm đắc nhất. Tháng 5, ngay sau khi nghe tin Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông lập tức đặt bút vẽ trong sự phẫn nộ khi tình yêu bị xâm phạm. Mà Trung Quốc đặt giàn khoan vào như thế thì là đã xâm phạm vào tình cảm thiêng liêng của con người yêu nước, tình cảm của người công dân, đồng thời là người hải quân. Cho nên tôi vẽ bằng bức tranh này một cách ao ạt. Hai tác phẩm trong hai giai đoạn khác nhau của đời người đã cho thấy sự biến động không chỉ ngoài biển Đông kia mà còn trong chính tâm hồn ông. Biển của chúng ta tươi đẹp và nên thơ. Nhưng mà hiện nay thì là có sư phạm như vậy, thì tôi thấy rằng là cái biển nó phải có cái gì nó ao ạt hơn, mạnh mẽ hơn, và tiếng hét ấy nó mạnh mẽ hơn để nói đến cái tình cảm yêu nước của mình đối với vùng biển và thêm lục địa của chúng ta. Là họa sĩ nhưng ông cũng đã từng là một chiến sĩ hải quân. Biển với ông không chỉ là cảm hứng nghệ thuật mà còn là nơi đón nhận tuổi thanh xuân của ông. Vậy nên dễ hiểu thôi khi Bằng Lâm cứ lặng lẽ đi cạnh canh gác biển, trẻ thì bằng súng, già thì bằng cọ và màu vẽ. Tiếp theo chương trình cùng đến với chuyên mục câu chuyện buổi sáng, cùng nhìn nhận về hai dòng chảy nông sản giữa Trung Quốc Việt Nam và mối lo chảy máu nguồn gen nông nghiệp quý hiếm từ trong nước. Ukraine tuyên bố quân đội kiểm soát thành phố Slaviansk. Những lý do khiến Bố Già trở thành bộ phim hay nhất mọi thời đại. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn mang tới quý vị và các bạn câu chuyện về nội dung liên quan đến quả vải thiều Trung Quốc xuất hiện tại biên giới Lạng Sơn. Thưa quý vị, vào thời điểm hiện tại thì nhiều cơ quan chức năng đã khẳng định vải thiều chưa nhập khẩu chính ngạch với số lượng lớn vào Việt Nam. Tuy nhiên thì việc vải thiều Trung Quốc xuất hiện với số lượng nhỏ lẻ vào thời điểm cách đây vài tuần với nhiều người không phải là một chuyện lạ. Bởi vì tại Hà Nội cũng như là một số địa phương khác ở miền Bắc, những loại hoa quả chủ lực của nông nghiệp Việt Nam dần như là đang bị mất chỗ đứng. Vâng, có rất nhiều lý do để dẫn tới chuyện này, nhưng nguyên nhân chính được cho là bởi các loại hoa quả của Trung Quốc được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam với giá rất rẻ. Trong khi đó thì nhiều năm qua, tư thương Trung Quốc lại tích cực thu mua, nghiên cứu các nguồn gen nông nghiệp quý ở Việt Nam. Và thậm chí để cạnh tranh không lành mạnh thì các tư thương của Trung Quốc đã tìm cách thu mua kiểu phá hoại các loại gen và các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam nhằm đưa các sản phẩm của nước họ để vào thay thế. Trong khi đó thì nhận biết của người dân chúng ta lại còn rất là hạn chế, thì các cơ quan chức năng dường như là họ lại đang đứng ngoài cuộc. Chính vì thế mà giấc mơ về một nền nông nghiệp xuất khẩu bền vững liệu có thể thực hiện khi mà những sản phẩm được cho là thế mạnh đang bị chảy máu nguồn gen giống. Là khu chợ đầu mối hoa quả lớn nhất của thủ đô Hà Nội, nhưng tại chợ Long Biên, rất ít hoa quả được bày bán tại đây có xuất xứ từ Việt Nam. Những xoài cát, mận cơm từng là đặc sản có lợi thế của nước ta, này đã được thay thế bởi hàng Trung Quốc. Chưa cần biết chất lượng ra sao, độc hại như thế nào, nhưng với giá rẻ, số lượng nhiều, hàng Trung Quốc đương nhiên có lợi thế trên thị trường. Nếu như mà tính như thì hiện nay thì đa số ở chợ này là chỉ có mặt hàng của Trung Quốc là nhiều thôi ạ. Bởi vì là nếu như mà hoa quả Việt Nam thì nó chỉ có một số lượng ít thôi. Nếu như mà không có lượng hoa quả của Trung Quốc nhập vào thì mình cũng không có lượng hoa quả để mà tiêu thụ nữa. Nếu như mà nói chính xác hơn thì ở đây là có một số loại như giả dụ như là mà xoài chẳng hạn, xoài rồi đôi khi còn có cả vải,
rồi một số loại đào không lông. Đấy ạ, thì nó là của Trung Quốc. Theo các tiểu thương, hiện nay không ít mặt hàng hoa quả mang tiếng là hàng nội địa, nhưng thực chất 100% là hàng Trung Quốc hoặc hàng Việt bị trà trộn. Và với lợi thế của một nền nông nghiệp tương đối phát triển, nông sản Trung Quốc, một khi đã đội lốt hàng Việt thì người Việt rất khó để nhận biết. Cái đấy thì chỉ có bọn tôi nhận biết được thôi, chứ còn để mà nói các hoa quả là nó cũng tương đối là giống nhau. Ít khi mà nhận biết được, người tiêu dùng là khó phân biệt được. Theo nhiều chuyên gia, những năm qua nhiều thương lái Trung Quốc đã sang Việt Nam tích cực mua, nghiên cứu các nguồn gen nông nghiệp quý của nước ta. Các loại gen giống quý này thường là các cây trồng đặc sản như lúa chiêm, nếp cầm, nếp cái hòa vàng, một số giống cây ăn quả, cây lâm nghiệp, dược liệu quý hiếm. Việc làm này đã làm thất thoát và gây nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên thực vật đa dạng của quốc gia, ảnh hưởng xấu đến môi trường và giảm lợi thế cạnh tranh các sản phẩm hàng nông sản Việt Nam. Vì cái điều kiện khó khăn trước mắt thì người dân có thể bán cái này nó đắt hơn. Đấy, thì người ta sẵn sàng bán và người ta không nghĩ được cái lợi ích quốc gia. Đấy, thậm chí là nó có cái phần ấy, tức là trong thương mại thì nó có phần gọi là cạnh tranh không lành mạnh, hủy diệt lẫn nhau. Đấy, cho nên là có những cái nông sản mà nó mua không phải là với mục đích là để mà tiếp tục khai thác và để làm lợi cho phía Việt Nam, mà nó hủy diệt để làm sao mà đến cái lúc mà chúng ta không có cái sản phẩm đấy thì nó tung cái sản phẩm của họ sang. Và như vậy thì chỉ một cái nhóm lợi ích được hưởng lợi thôi, còn lại thì về mặt chiến lược, về mặt lâu dài thì lại bị tức là tấn công. Đấy. Chưa kể khi giao thương với Trung Quốc, không ít nông sản Việt đã phải nếm chai đắng với lối chơi bẩn của thương lái nước này. Đã có những búp thanh long, rễ tiêu, dây khoai lang bị thu mua tràn lan khi đang vào vụ. Để rồi sau đó là mất mùa, là thương hiệu bị bôi nhọ trên thị trường, hay thậm chí là sau đó các mặt hàng này được thay thế bởi hàng Trung Quốc. Rồi phía Trung Quốc đùng một cái, họ lại không mua nữa. Hoặc là họ đưa ra một loạt lý do, hoặc đưa ra một loạt các cái rào cản kỹ thuật, và như vậy làm cái hàng hóa của chúng ta, mà hàng hóa nông sản thì lại cái rất khó là hàng tươi sống, mà hàng tươi sống thì không thể bảo quản, không có điều kiện để bảo quản lâu dài. Vì vậy đã dẫn ra đến cái trường hợp là từ đó họ ép cấp, ép giá, hoặc thậm chí không tiêu thụ được thì phải đổ đi. Đó là thực trạng đã diễn ra nhiều năm nay. Trong khi hiểu biết của người dân còn hạn chế, thương lái Trung Quốc lại nhiều thủ đoạn tinh vi, thì hiện nay dường như các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp quản lý thích hợp. Thực trạng mất bò vẫn chưa lo làm chuồng, đang khiến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước phải đối diện với nạn chảy máu nguồn gen các cây quý hiếm bởi chiến lược thu thập, lai tạo và làm giàu gen của các tư thương Trung Quốc. Vâng, còn bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin về một số sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 7. Từ 0 giờ ngày hôm nay, các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua trạm thu phí Đông Hà, Quảng Trị sẽ phải nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính. Cụ thể, đối với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng, mức phí là 20.000 đồng một lượt. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, 30.000 đồng một lượt. Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet, 160.000 đồng một lượt. Việc triển khai thu phí tại trạm thu phí km 763 800 quốc lộ 1 để hoàn vốn cho dự án mở rộng quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, có chiều dài 14 km theo hình thức hợp đồng BOT trong nước. Ngày hôm nay, kỳ thi năng lực tiếng Nhật sẽ được tổ chức đồng loạt tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội sẽ tổ chức tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Đà Nẵng tổ chức tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kỳ thi quan trọng được tổ chức nhằm kiểm tra năng lực tiếng Nhật đối với các du học sinh muốn sang Nhật du học, tu nghiệp. Nội dung thi bao gồm 3 môn từ vựng, nghe và đọc hiểu ngữ pháp. Kỳ thi này được tổ chức thường niên 2 lần một năm vào tháng 7 và tháng 12. Ngày hôm nay, Festival Văn hóa ẩm thực 2014 sẽ bế mạc tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa sau gần một tuần tổ chức.
Festival là nơi hội tụ các món ăn ba miền nổi tiếng như chả cá Lã Vọng, bún mọc, thịt đông, miền Bắc, bún bò Huế, mì Quảng, cơm gà Tam Kỳ, miền Trung, bánh canh, giò heo, hủ tiếu Sa Đéc, bánh xèo miền Nam, gà nướng muối ớt, măng chua gừng Tây Nguyên, rêu nướng mèn mén, khao nhục, cơm nắm lá co, vùng cao Tây Bắc. Ngoài ra, festival còn có các hoạt động đường hoa ánh sáng với chủ đề hương sen, trình diễn thời trang, biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân tộc các vùng miền, các trò chơi dân gian. Nhân kỷ niệm 22 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Korea Fantasy, âm thanh, chuyển động và nghệ thuật biểu diễn. Hai đêm nhạc nhằm giới thiệu nghệ thuật truyền thống và nhạc dân tộc, tinh hoa của nền văn hóa truyền thống Hàn Quốc tới người dân Việt Nam. Chương trình do các nghệ sĩ của dàn nhạc dân tộc Bugak Chungman thành phố Cheonan biểu diễn. Đây là đoàn nghệ thuật hàng đầu của Hàn Quốc, được thành lập năm 1990, đến nay đã tổ chức 1.600 buổi biểu diễn trong và ngoài nước và được khán giả mến mộ bởi khả năng sáng tạo dựa trên nền nhạc truyền thống. Ngày hôm nay, giải vô địch vũ đạo toàn quốc lần thứ tư Flukinler sẽ bế mạc sau một ngày tranh tài sôi nổi. Giải vô địch vũ đạo toàn quốc lần thứ tư là một giải thi đấu đối kháng thường niên, bao gồm 6 bộ môn hip hop phát triển nhất trên thế giới hiện nay: breaking, hip hop, locking, popping, walking và house. Giải đấu hướng tới những vũ công chuyên và không chuyên trên toàn quốc và quốc tế. Theo đó, các đội và cá nhân sẽ thi đấu theo hình thức đối kháng trực tiếp. Trong giải đấu năm nay, giới trẻ đã vô cùng cuồng nhiệt với những màn trình diễn mới lạ, hấp dẫn và ngoạn mục của các vũ công đến từ Việt Nam và của những kiện tướng đến từ Malaysia, Thái Lan, Singapore và Đức. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý trong chương mục Cuộc sống bốn phương. Trong chiến dịch ác liệt diễn ra vào đêm ngày 4 tháng 7 nhằm giành lại chính quyền kiểm soát thành phố Slavyansk, quân đội chính phủ Ukraine cho biết họ đã vào được thành phố này sau khi đánh bật lực lượng ly khai ra khỏi đây. Hiện nay, lực lượng trinh sát quân đội và cảnh vệ quốc gia đang hoạt động tại Slavyansk. Tổng thống Poroshenko đã ra lệnh cho quân đội treo lại cờ quốc gia Ukraine trên tòa nhà hội đồng thành phố Slavyansk, nơi nằm trong tay lực lượng đòi liên bang hóa từ tháng 4. Quân đội Kiev cho biết cũng đã phá hủy một xe tăng, 4 xe thiết giáp của lực lượng dân quân đòi liên bang hóa. Tuy nhiên, về phía quân đội chính phủ, 2 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Hiện các lực lượng đòi liên bang hóa và sở chỉ huy đã rời khỏi thành phố Slavyansk và chuyển sang Kramatorsk. Vào ngày 5 tháng 7, một chiếc xe cài bom có sức công phá mạnh đã phát nổ gần tòa nhà Quốc hội Somali tại thủ đô Mogadishu. Và chỉ cách dinh tổng thống nước này có vài trăm mét, khiến cho 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trước đó, binh lính canh gác tòa nhà Quốc hội đã bắn chặn chiếc xe chứa đầy chất nổ, ngăn nó tiếp cận mục tiêu khi nó lao tới lối vào chính của tòa nhà. Chiếc xe đã bị chặn lại gần tòa nhà Quốc hội và phát nổ. Các phiến quân Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ngay lập tức đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công. Trước đó, người phát ngôn của lực lượng này từng miêu tả tòa nhà Quốc hội Somali như một khu vực quân sự và một mục tiêu tấn công. Phát ngôn viên của cơ quan cứu trợ khẩn cấp của Ba Lan cho biết một chiếc máy bay chở các vận động viên nhảy dù đã bị rơi gần Sestosova, miền nam của nước này, làm cho 11 người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Phát biểu với hãng tin Reuters, đại diện của cơ quan cứu trợ khẩn cấp của Ba Lan cho hay có tổng cộng 12 người trên chiếc máy bay này và người sống sót duy nhất đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Chiếc máy bay xấu số là một chiếc Piper Vavado do một viên phi công điều khiển. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn, song truyền thông Ba Lan họ cho rằng máy bay đã chở quá số lượng hành khách cho phép. Vào lúc 17 giờ 30 phút vào chiều 5 tháng 7 theo giờ địa phương, một chiếc xe buýt chở 80 người đang lưu thông trên đường phố thuộc thành phố Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bỗng đột ngột bốc cháy. Theo thông báo của cảnh sát, vụ cháy đã làm 32 hành khách trên xe bị thương. Các nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Ngọn lửa bùng phát vào lúc 17 giờ cùng ngày khi chiếc xe đang lưu hành trên đường Quynh Chun. Tuy nhiên, phải tới 17 giờ 50 phút thì ngọn lửa mới được khống chế. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cảnh sát điều tra. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế thì cho đến nay vẫn đẩy hàng triệu người dân châu Âu họ lâm vào cảnh thất nghiệp. Không ít người đã phải chấp nhận quay trở lại làm những công việc chân tay. Trong đó thì phân loại rác thải đang được là nghề được những người thất nghiệp tại Pháp rất quan tâm.
Tại trung tâm đào tạo việc làm Bombini, những thanh niên này đang tham gia vào một khóa học chuyên sâu về thu gom rác trước khi họ có thể bắt tay vào làm việc như một nghề để kiếm sống. Trong chương trình học, họ được giảng dạy về cách thức xử lý công việc để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như để hoàn thành công việc không mấy dễ dàng này. Những học viên này chủ yếu là những người thất nghiệp, bỏ học từ sớm, thậm chí có những người chưa thành thạo tiếng Pháp. Khi còn nhỏ, tôi học không được tốt cho lắm, nhưng bây giờ tôi cảm thấy hứng thú với những gì đang học và tôi muốn tiến xa hơn nữa bằng khả năng của mình. Tại trung tâm đào tạo này, bất kể là học viên xuất sắc hay yếu kém, họ cũng sẽ được tốt nghiệp với tấm bằng chứng nhận trình độ chuyên môn được chính phủ Pháp công nhận. Chúng tôi muốn kỹ năng của các học viên được công nhận. Ngày nay có nhiều điều xảy ra với việc tái chế và chúng tôi muốn rằng những người làm việc trong lĩnh vực này cũng phải được ghi nhận giá trị của họ. Người đứng sau dự án đào tạo kỹ năng thu gom rác này là ông Jory Ivanov, giám đốc công ty thu gom và xử lý rác thải Seper. Kể từ khi lên điều hành công ty vào năm 2005, doanh thu hàng năm của công ty đều đạt được từ 85 đến 160 triệu euro. Theo kế hoạch, sau khi các học viên như Adel Kassem tốt nghiệp, họ sẽ được công ty này nhận vào làm với mức lương mỗi tháng là 1.500 euro. Tại Pháp, thu gom, xử lý và quản lý rác thải là ngành không chịu sự ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Đây cũng là một trong số ít các ngành liên tục tuyển dụng, tạo cơ hội việc làm cho người lao động. Trái với sự hình dung của nhiều người rằng lửa sẽ khiến cho người ta cảm thấy đau đớn khi chạm phải, thì mới đây các trang blog lan truyền tin tức hình ảnh về một phương pháp chữa bệnh mới bằng cách đốt lửa trên người bệnh nhân. Thực hư của phương pháp này như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Khiến một người cháy bùng trong ngọn lửa trong trường hợp này lại không phải là mối đe dọa đối với cuộc sống của họ. Trái lại, với nhà trị liệu băng lửa Trương Phong Hào, điều đó thực sự tốt cho sức khỏe của người bệnh. Đây là một phương pháp chữa bệnh kết hợp giữa đông y truyền thống của Trung Quốc như bấm huyệt, xoa bóp và thuốc của người phương Tây. Mặc dù chưa từng có bằng chứng khoa học chính thống nào cho thấy phương pháp này hiệu quả, nhưng ông Hào nói rằng massage lửa có thể trị bách bệnh, từ giải tỏa stress hay chứng trầm cảm tới ung thư, vô sinh, đặc biệt là các bệnh liên quan tới tiêu hóa. Bí quyết của phương pháp này nằm ở sợi dây thuốc, là một sợi dây thừng đặc biệt được ngâm với một số loại thảo mộc. Dây thuốc sẽ được đặt lên vùng cơ thể theo ý muốn của bệnh nhân. Nhân viên chăm sóc sẽ phủ lên đó một lớp bọc nhựa để ngăn chặn sự thoát hơi nóng trong quá trình ngọn lửa bốc ngùn ngụt trên bề mặt một tấm khăn có tẩm rượu bị đốt. Người xem hẳn cho rằng bệnh nhân sẽ bị bỏng hoặc quá đau đớn mà không chịu được phương pháp điều trị kỳ diệu này, song thực tế lại trái lại. Ấm áp và rất thoải mái, tôi cảm thấy một lượng nhiệt từ ngọn lửa trên lưng thấm dần vào cơ thể. Theo ông Hào, mỗi một lần điều trị có thể kéo dài tới 30 phút. Dù vậy, kể từ khi xuất hiện, dư luận Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, liên tục có những bình phẩm mang tính giễu cợt kiểu chữa bệnh này. Tuy nhiên, đối với những người không có đủ khả năng cho khoản viện phí đắt đỏ ở bệnh viện hay do hạn chế về nhiều mặt, họ vẫn tìm đến phương pháp trên theo kiểu có bệnh thì vái tứ phương. Ngoài ra, số người tìm tới nhà trị liệu Trương Phong Hào để thỏa mãn tính hiếu kỳ cũng không hề ít. Thưa quý vị, khi phải vận chuyển hàng trăm kg khoai tây, 150 cây mía, 30 cây khuynh diệp và cả chục tải than mà không có các phương tiện được cơ giới hóa, quả là quá khó khăn. Và chắc chắn là trong trường hợp này thì nhiều người sẽ phải bó tay. Tuy nhiên thì đối với những người dân sinh sống tại Goma, nơi cái nghèo cùng nội chiến luôn đeo đẳng, thì cái khó lại ló cái khôn. Với chiếc xe gỗ Tsukudu, chẳng có loại hàng hóa nào mà họ không thể chuyên chở. Khi phải vận chuyển hàng trăm kg khoai tây mà không có các phương tiện được cơ giới hóa, bạn sẽ làm gì? Đối với người dân ở thị trấn Goma thì đây chính là câu trả lời. Với thiết kế có phần kỳ dị mang tên Tsukudu này, họ không chỉ bất chấp mọi loại hàng hóa mà còn bất chấp các kiểu địa hình. Tsukudu là phao cứu sinh của tôi. Nhờ nó, tôi có tiền đóng học phí cho con. Nó giúp tôi kiếm mỗi ngày từ 3.000 đến 5.000 franc Congo. Số tiền trên tương đương với khoảng từ 6 đến 10 đô la Mỹ một ngày, một khoản thu nhập không hề nhỏ ở vùng đất nghèo nàn này. Tsukudu là một dạng phương tiện nửa xe đạp, nửa xe thô. Tsukudu trong tiếng bản địa có nghĩa là dài 2 mét. Nó lần đầu tiên xuất hiện ở Kimbumba vào những năm 70 của thế kỷ trước. Ban đầu, nó được làm hoàn toàn từ gỗ nên rất khó điều khiển. Nhưng qua thời gian, thiết kế dần được cải tiến.
Tới nay, Sukudu có khả năng chuyên chở tới nửa tấn hàng hóa. Trước đây, tôi chỉ dùng thân cây để chế xe. Chúng tôi bôi trơn các khớp bằng dầu cọ. Thời đó, xe này chỉ thuận tiện khi xuống dốc hoặc đi trên những đoạn đường bằng phẳng. Nhưng bây giờ, nhờ có lốp và phanh sau, địa hình nào cũng đi được. Dù tiện lợi như vậy, nhưng việc bỏ tiền mua một chiếc Sukudu vẫn là một sự đầu tư đắt đỏ ở xứ này. Một chiếc Sukudu phức tạp có giá lên tới 100 đô la Mỹ. Tuy nhiên, một khi đã có được Sukudu, người dùng sẽ chẳng phải lo cột vốn. Bởi chẳng mất một giọt nhiên liệu nào, chỉ cần bỏ sức, họ hoàn toàn có đủ khả năng kiếm ăn dư dả mỗi ngày. Trong nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giấc ngủ và khuyến khích mọi người ngủ đủ giấc, thì nhiều người dân ở thành phố Saint Petersburg của Nga đã tham gia sự kiện có tên gọi Cuộc Diễu Hành của Những Người Thích Ngủ. Những người tham gia vào sự kiện này đã khoác trên mình những bộ pyjama và tuần hành quanh những con đường trong công viên của thành phố. Đa số người tham gia cuộc diễu hành là sinh viên và học sinh. Một số phụ huynh còn mang theo các bé tới tham gia sự kiện. Trong lúc diễu hành, mọi người còn cất lên những giai điệu vui. Rất nhiều người tập trung ở đây. Chúng tôi đều coi trọng giấc ngủ. Chúng tôi yêu những giấc ngủ và chúng tôi sẽ đi bộ cùng nhau vì điều đó. Ban tổ chức mời mọi người tham gia chỉ với một yêu cầu duy nhất, đó là họ phải mặc những bộ đồ ngủ khi diễu hành. Các bạn sinh viên, học sinh và công nhân thường hay thiếu ngủ hoặc ngủ không đủ giấc. Điều đó không tốt. Mọi người cần có một giấc ngủ thật ngon. Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, những người tham gia đã cùng nằm và giả vờ ngáy ngủ trong công viên. Sau đó, để đánh thức họ dậy, ban tổ chức đã mời họ tham gia một số hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, một số khác trở về nhà như thể để ngủ bù. Thưa quý vị, nghệ thuật là sự sáng tạo và những người nghệ sĩ thì họ có rất nhiều cách để có thể thể hiện những ý tưởng mới lạ của mình. Vào những ngày cuối tuần vừa rồi thì một ban nhạc rock đã có những màn trình diễn hết sức ấn tượng trong một cuộc triển lãm mang chủ đề Điêu khắc trong thành phố diễn ra ở phố Bảo Hiểm thuộc trung tâm thủ đô London của nước Anh. Màn trình diễn của ban nhạc này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Chiếc hộp bằng thép rộng chừng 2m2 đặt ở đoạn đường phía trước tòa nhà Gherkin này do nghệ sĩ João Onofre, người Bồ Đào Nha tạo nên. Tất cả các thành viên của ban nhạc Unfed or Mabel, Real Nation khi chơi các thể loại nhạc rock death metal đều ngồi vào trong lòng hộp rồi đóng kín cửa. Họ sẽ chơi nhạc liên tục ở bên trong cho tới khi cửa hộp được một người lạ nào đó đi ngang qua mở ra giúp. Về phần mình, khách đi đường cảm thấy rất hiếu kỳ khi bắt gặp một chiếc hộp lớn màu đen được đặt giữa đường mà từ bên trong lại phát ra những âm thanh rất lớn. Tôi nghe được những âm thanh lớn phát ra từ bên trong chiếc hộp. Khi lại gần lắng nghe và đặt tai lên nó thì cảm nhận được có sự rung mạnh. Màn trình diễn này rất thú vị. Ban nhạc đặc biệt này gồm có 4 thành viên, gồm ca sĩ Ben Wright hay tay đàn guitar là Daniel Herrera và Ross Piazza cùng tay trống Dove Anderson. Màn trình diễn bên trong phối hợp mang ý nghĩa cùng ngồi với nhau. Chúng tôi đã thực sự gây được sự chú ý của nhiều người. Ban nhạc trình diễn 2 lần một ngày trong suốt 5 tuần diễn ra cuộc triển lãm. Không chỉ nổi tiếng khắp thế giới, tiểu thuyết Bố Già kinh điển của nhà văn Mario Puzo sau khi được đạo diễn Francis Ford Coppola chuyển thể thành phim vào năm 1972 cũng đã làm mưa làm gió trên thị trường điện ảnh thế giới. Nhiều năm đã trôi qua cùng với sự lớn mạnh không ngừng của ngành công nghiệp điện ảnh. Thế nhưng, cho đến nay thì Bố Già vẫn được tạp chí hàng đầu của thế giới vinh danh là một trong số 100 bộ phim được yêu thích mọi thời đại. Tạp chí The Hollywood Reporter đã tiến hành bình chọn 100 bộ phim hay nhất mọi thời đại. Bố Già đã giành được đạt số phiếu bình chọn trong tổng cộng 2.120 người hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh. Trong đó có những nhân vật nổi cộm như Seth Jim Janopoulos của hãng Fox, Alan Horn của hãng Disney, Shu Crow của hãng Warner. Là bộ phim thuộc thể loại hình sự, Bố Già quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diana Keaton và James Caan. Bộ phim xoay quanh diễn biến của gia đình mafia gốc Italia, Corleone trong khoảng 10 năm, từ năm 1945 đến năm 1955, không chỉ đem đến cho khán giả một câu chuyện với sự háo hức được biết kết cục ra sao, mà khi xem nó, người xem lại được sống lại trong những tình huống cảm xúc mạnh mẽ đầy hấp dẫn.
theo một cách rất tài tình của những người làm phim, theo một sự kết hợp đầy ma lực của nghệ thuật điện ảnh, Bố Già đã chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả mọi thế hệ. Đó cũng là lý do vì sao bộ phim luôn dẫn đầu trong các bảng xếp hạng phim hay và uy tín. Sau thành công vang dội của phần 1, Bố Già được nối tiếp bởi hai phần tiếp theo là Bố Già phần 2 được sản xuất vào năm 1974 và Bố Già phần 3 được sản xuất vào năm 1990. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc Sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.